Ngọc Thủy thân ái kính chào quý khán thính giả của đài truyền hình Việt Mỹ Television và sau đây kính mời quý vị theo dõi phần tin tức của chúng tôi. Và phần tin tức của đài truyền hình Việt Mỹ gồm có các bản tin chính như sau. Bị tấn công 200 mục tiêu ở Gaza, chiến binh Palestine đã trả 430 hải tiễn trong 24 giờ. Hoa Kỳ triển khai nhóm tấn công hàng không mẫu hạm mang thông điệp giảm mặt tự do. Tổng thống Trump tuyên bố Hoa Kỳ sẽ không thua cuộc chiến thương mại với Bắc Kinh. Mâu thuẫn giữa hai đảng về vấn đề Venezuela. Hai chiến hạm Hoa Kỳ tiến sát Trường Sa khiến Trung Cộng tức giận. Và kính thưa quý vị, trước hết là phần tin thế giới. Kính thưa quý vị, và sau đây là những phần liên quan đến thế giới. Bị tấn công 200 mục tiêu ở Gaza, chiến binh Palestine đáp trả 430 tên lửa trong 24 giờ. Các đoàn tấn công trả đũa lẫn nhau giữa Israel và các chiến binh Palestine đã phá hỏng tiến trình ngừng bắn kéo dài hơn một tháng qua, lấy đi mạng sống của một người Israel và 6 người Palestine. Cảnh sát Israel cho biết là một người dân nước này đã thiệt mạng vào đêm 4 tháng 5 sau khi một quả rocket được phóng từ dải Gaza trúng vào ngôi nhà của ông này ở thành phố Eglinton, gần biên giới Gaza. Các cuộc tấn công bằng rocket nhằm vào Israel kéo dài cho tới ngay cả khi tới ngày 5 tháng 5, thưa quý vị, và ngay cả khi lực lượng phòng vệ Israel không kích đáp trả các mục tiêu của nhóm Jihad và phong trào Hồi giáo Hamas ở dải Gaza. 5 giờ 40 sáng, tức là giờ địa phương, tiếng còi báo động vang vọng khắp miền Nam Israel. Lực lượng phòng vệ Israel viết trên Twitter vào ngày 5 tháng 5. Một vài giờ sau thì EDF cho biết tính trong 24 giờ, Hamas và các nhóm vũ trang ở dải Gaza đã bắn 430 tên lửa tấn công Israel. IDF cho biết là họ cũng đã tấn công đáp trả hàng chục mục tiêu của Hamas và khủng bố ở dải Gaza. IDF đã tấn công 60 mục tiêu. Thưa quý vị, đó là trong đêm và khoảng 200 mục tiêu kể từ khi căng thẳng bắt đầu leo thang. Không kích ở Gaza vẫn đang diễn ra. Và tin nói về Hoa Kỳ triển khai nhóm tấn công tàu hàng không mẫu hạm mang thông điệp dằn mặt Iran. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ là John Bolton vào ngày 5 tháng 5 đã nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ đang triển khai một nhóm tấn công hàng không mẫu hạm và một lực lượng đặc nhiệm ném bom đến khu vực Trung Đông để gửi một thông điệp rõ ràng tới Iran rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào lợi ích của Washington hoặc các đồng minh sẽ được đáp ứng bằng nguồn lực thích đáng. John Bolton cũng nhấn mạnh rằng Washington không tìm kiếm chiến tranh với Iran nhưng sẵn sàng đáp trả bất kỳ cuộc tấn công nào từ Tehran. Để đối phó với một số dấu hiệu, cảnh báo đang lo ngại và leo thang, Hoa Kỳ đang triển khai nhóm tấn công về hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln và một lực lượng đặc nhiệm ném bom của Bộ Tư lệnh Hoa Kỳ đặc trách miền Trung tới khu vực để gửi một thông điệp rõ ràng và không thể nhầm lẫn tới chính quyền Iran, đã tuyên bố cho biết như trên. Bộ Tư lệnh Hoa Kỳ đặc trách miền Trung đã có mặt ở Trung Đông, bao gồm Ai Cập ở châu Phi và Trung Á, đặc biệt là Afghanistan và Iraq. Lực lượng này tham gia tích cực vào nhiều chiến dịch quân sự trong khu vực. Mối quan hệ căng thẳng kéo dài giữa Iran và Hoa Kỳ đã chuyển sang tình trạng tồi tệ hơn vào tháng 5 năm 2018, sau khi Washington đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran. Và kể từ đó thì Hoa Kỳ đã dằn mặt Iran bằng nhiều vòng trừng phạt nghiêm khắc, bao gồm các vấn đề về năng lượng nhằm đưa xuất khẩu dầu của Iran xuống bằng không nhằm làm tê liệt nền kinh tế nước này. Và thưa quý vị, Iran đã cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực trực tiếp nào của Hoa Kỳ hoặc bất kỳ quốc gia nào khác để ngăn chặn nước này xuất khẩu dầu có thể dẫn đến việc đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến đường thủy chiến lược mà khoảng 20% tổng nguồn cung dầu của thế giới đi qua.
Sáng qua, bản tin nói về chính trị gia đối lập Venezuela tiết lộ việc gặp gỡ các tướng lĩnh. Thưa quý vị, vào hôm thứ Năm ngày 2 tháng 5, chính trị gia đối lập là Lopez của Venezuela tiết lộ rằng ông đã gặp gỡ các viên chức quân sự cao cấp trước cuộc nổi dậy bất thành chống lại Tổng thống Nicolas Maduro trong tuần này. Và hiện ông Lopez đang trốn tránh tại Tòa đại sứ Tây Ban Nha. Ông Lopez đã đề nghị việc tiếp tục phối hợp với các nhân vật của lực lượng quân sự trong chiến dịch lật đổ ông Maduro, đồng thời cho biết thêm rằng vẫn còn nhiều phong trào quân sự khác sắp được tiến hành. Nhưng ông Maduro đã tìm cách chứng tỏ rằng quân đội vẫn đứng về phía ông bằng cách xuất hiện trên truyền hình nhà nước vào hôm thứ Năm, cùng Bộ trưởng Quốc phòng và người chỉ huy các hoạt động quân sự, thưa quý vị. Và cuộc nổi dậy của quân đội trước bình minh vào hôm thứ Ba, tức là ngày 30 tháng 4, được thúc đẩy bởi lãnh đạo phe đối lập kiêm đồng minh của ông Lopez. Ông Guaido đã không thể phát triển mạnh do lực lượng an ninh trung thành với ông Maduro đã đàn áp những người biểu tình xuống đường ủng hộ ông Guaido. Và vào hôm thứ Ba, ngày 30 tháng 4, ông đã xuất hiện cùng với ông Guaido và hàng chục binh sĩ sau khi bỏ trốn khỏi nhà và trước khi tìm nơi ẩn náu tại Tòa đại sứ Tây Ban Nha. Tin nói về chiến hạm Hoa Kỳ đã đi qua eo biển Đài Loan 92 lần tính từ năm 2007. Thưa quý vị, tờ Tin Sáng Hoa Nam vào thứ Sáu ngày 3 tháng 5 cho biết, các chiến hạm Hoa Kỳ đã thực hiện 92 chuyến đi băng qua eo biển Đài Loan trong hơn một thập niên qua. Điều này cho thấy là các hoạt động của Hải quân Hoa Kỳ trong vùng biển tranh chấp tính từ giữa năm 2007 tới tháng 4 năm 2019. Hoa Kỳ không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng có hiệp ước bảo vệ Đài Loan khi đảo quốc này bị tấn công và cũng là nhà cung cấp vũ khí cho hòn đảo này. Dữ liệu thống kê cho thấy là Hoa Kỳ đã tăng dần số chuyến hải trình băng qua eo biển Đài Loan dưới thời chính phủ Obama và đã đạt được con số trên 10 chuyến trong các năm 2012, 2013, 2015 và 2016. Số lượng các chuyến đi băng qua eo biển Đài Loan đã đạt mức cao nhất là 12 chuyến trong năm 2016, cũng là năm Tổng thống Thái Anh Văn nhậm chức và căng thẳng giữa Đài Bắc cũng như Bắc Kinh gia tăng. Số lượng các chuyến đi giảm xuống còn 5 chuyến trong năm 2017, và năm đầu tiên khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức và giảm xuống 3 chuyến trong năm 2018. Từ đầu năm 2019 cho đến nay thì Hải quân Hoa Kỳ đã có 4 chuyến hải trình băng qua eo biển Đài Loan với các chuyến gần đây nhất diễn vào Chủ nhật và thứ Hai vừa qua, thực hiện bởi các khu trục hạm USS Stanthorpe và USS William P. Lawrence. Và thưa quý vị, tin nói về hai đảng chính của Anh gánh chịu cơn phẫn nộ Brexit trong cuộc bầu cử địa phương. Vào hôm thứ Sáu ngày 3 tháng 5 thì các kết quả sớm của cuộc bầu cử địa phương cho thấy đảng bảo thủ của Thủ tướng Theresa May và đảng lao động đối lập chính đều phải gánh chịu cơn thịnh nộ từ các cử tri Anh quốc vốn đang thất vọng với bế tắc Brexit. Kết quả của cuộc bầu cử vào hôm thứ Năm, tức là ngày 2 tháng 5, là một minh chứng cho thấy là cách mà cuộc bỏ phiếu của Anh quốc hồi năm 2016 về việc rời khỏi Liên minh châu Âu đã chia rẽ các cử tri hơn cả các ranh giới đảng phái truyền thống, và là dấu hiệu đầu tiên về thiệt hại mà Brexit đã gây ra cho hai đảng lớn. Theo một thống kê của hãng tin BBC, với chỉ hơn một nửa kết quả bỏ phiếu của Hội đồng Địa phương Anh Quốc được tuyên bố, thì đảng bảo thủ đã mất đi 551 ủy viên hội đồng. Còn đảng lao động đã mất 73 ủy viên hội đồng, thưa quý vị. Bên hưởng lợi trước tình thế bất lợi của hai đảng chính, tức là hai đảng đang đàm phán để cố gắng phá vỡ thế bế tắc trong Quốc hội Anh Quốc về vấn đề Brexit, tức là Đảng Dân Chủ Tự Do Thân EU, đảng đã giành được 354 ủy viên hội đồng, đồng thời cho biết rằng họ hy vọng sẽ đạt được nhiều thắng lợi hơn trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vào ngày 23 tháng 5 tới đây, thưa quý vị. Kết thúc quý vị, vừa rồi chúng tôi đã gửi đến quý khán thính giả phần tin thế giới. Sau một vài thông tin thương mại, Ngọc Thủy sẽ trở lại ngay với quý vị trong phần tin Hoa Kỳ.